Xin chào các bạn nhé. Em lên sóng, em còn một cái con máy lọc khí sáp bán rẻ nốt cho các bác. Con sáp tháp dùng cho phòng khoảng 20 mét vuông đổ lại. Tình trạng máy thì đã làm sạch đẹp long lanh rồi. Năm sản xuất 2013, 27W các bác nhé, siêu tiết kiệm điện KCD40W. Tất cả các chức năng hoạt động ok ngon lành, lọc khí bù hợp này các bác này. Lọc khí nhanh này, lọc khí điều chỉnh tay này, ion này, tắt bật nguồn. Đây, KCD40. Con này thì trong máy nó còn một cái màng zin rất là đẹp rồi, nhưng nhà em hiện tại còn một cái màng này nữa thì bác nào mua em tặng nốt này. Đấy. Cái chiếc này thì em báo giá luôn bán là 1 triệu nhá. Bán 1 triệu nốt cho bác cho Linh Anh tổng nhà. Bình nước bù ẩm này. Màng bù ẩm nói chung là còn khá là ok. Đây. 1 triệu được gọi là có máy lọc khí rồi, chưa bao giờ rẻ như bây giờ. Cái màng thô này nó hơi bị thủng một cái lỗ đây, các bác phải tự xử lý giúp em nhé. Rất là đơn giản thôi, các bác kiếm cái lưới thì các bác dính vào đây. Đây cái màng zin theo máy của nó còn rất là đẹp này, rất là dày đẹp nhé, còn rất là mới luôn. Màu này mặt trong là nó thế nhé các bác nhé, không phải nó bị đen đâu. Cái màu bên trong này, nó là như vậy. Màng zin nó có hai màu, màu trong nó sẽ ngả màu hơn và màu ngoài thì nó sẽ trắng hơn. Đấy. Màng zin còn rất đẹp và em còn một cái màng mới nữa tặng luôn các bác. Giá trị máy nếu tính ra biến áp với cả tiền màng thì gần bằng cái máy rồi. Đấu biến áp điện 220V có 1 triệu thôi ạ. Các bác nào có nhu cầu các bác ủng hộ em nốt nhé. Máy hoạt động ok ngon lành, vẫn bảo hành cho các bác 1 năm bình thường. Chào các bác.